trong đội đầu tiên. Mình sẽ nhắc lại một chút, gồm có đội hình của Eagle Esports, V Gaming, Sally Diamond, Dingo Xavier cùng với streamer Louis. Với đội thứ hai gồm có Anmo, Easy Spy, Takademi và Talon Star, họ có sức trẻ, họ có kỹ năng cá nhân cực kỳ tốt và không ngẫu nhiên họ có một slot tại PMPL mùa lần này. Và hãy chờ xem, đến với showmatch để xem liệu có phải là một câu trả lời tới các đội tuyển trẻ này hay không đây. Bên đội hình của team thế hệ cũ sẽ bao gồm có Dingo Xavier ở team gaming, Hai E. Bây giờ thì đang có giao tranh nổ ra một cách liên tiếp rồi. Rabbit ngay lập tức bắt về được mạng và tình huống tỷ số vẫn đang là 1-1 ở đây. Trường Di bị bán yếu rồi, tiếp tục ép lên tới thủ Poacher. Và người tiếp theo nằm xuống đó là PC bên phía của thế hệ mới. Nằm tâm lên cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp tục thì Rabbit có double kill rồi, không có triple kill mà có triple kill dành cho Rabbit thật trước khi nằm xuống. Bên này cả cũng đang tổ chức vây bắt từ phía sau, có vẻ như là thế hệ mới đang chống trả hơi yếu hơn thì mọi chỉ mới chỉ có thì có 3 điểm hạ gục mà thôi, nhưng mà bên phía thế hệ cũ đã có tới 5 rồi. Anh Louis nghĩ sao về cái chế độ solo ở map Hagan này? Chế độ solo này cũng giúp cho các cá nhân cũng như là hai đội cọ sát tốt hơn. Thấy rằng là tuy rằng là đội trẻ này là có phần hơi bị nóng lửa một tí, nhưng mà với kinh nghiệm của đội già thì họ vẫn lấn lướt lại được hơn, tốt hơn nhiều. Đang bắn rất kinh nghiệm tới từ thế hệ cũ. Họ có những tình huống nhá và chọn cho mình những góc để có lợi thế với góc nhìn thứ ba. Trong cái đó thì với đội trẻ các, họ đang... Để thấy các đội già thì thấy hầu như là đang bắn cẩn thận hơn, nhưng mà khá là vững chắc. Còn đội trẻ thì hầu như là cứ được đà là lao lên chơi thôi. Có thể nói đó là một lối chơi rất phóng khoáng tới từ bên phía thế hệ mới. 3 kill bên này cả rồi, đang là người gánh kèo. PC có một điều mở ra để có thể bóc máy ở đây, nhưng không hạ cũng như với Cường. Bắn yếu đi được cái chiếc Rabbit rồi, và đó là mạng thứ 3 cho PC. Post đã lộ vị trí ở trước đó, đang tìm đường mở ra đến để tông lên tới PC. Và ai sẽ là người chiến thắng đây? PC có double kill cho riêng mình và nâng tổng số liệu cùng lên là con số 4. 16 kill tới từ đội tuyển già rồi, trong đó thì trẻ mới có 12 điểm vào cùng mà thôi. Không được rồi, hơi khó, vẫn là một lối chơi cực kỳ máu lửa tới từ thế hệ mới. 20 kill, đánh mốc 20 kill rồi. Bắn rất cháy tới từ thế hệ cũ. Thông thường như ở map kho ấy, thì cá nhân em thấy rằng sẽ là những tình huống bắn tận dụng tâm trắng nhiều, nhưng mà với map Hanga này với việc bắn đầu skill tầm xa thì đang bật zoom khá là nhiều tới với các đội tuyển. Hầu như là các đội tuyển ở đây là đều tận dụng các góc để khai thác tốt cái khả năng của mình, chứ không phải là như bên kho là cứ tiếp cận rồi tâm trắng là nhiều. Hầu như là các đội tuyển già là hầu như đang lấn lướt lại hoàn toàn so với đội trẻ. Và đội trẻ cũng hầu như là vẫn như cũ thôi, là cứ nốt được cái là công, nốt được là công. Nhưng mà hình như có dấu hiệu đang chững lại rồi. Nghĩ rằng là các đội trẻ có bật được lên lại không? Đúng là đang có dấu hiệu chậm lại tới từ thế hệ mới, nhưng không được rồi. Rabbit vẫn quá kinh nghiệm trong những xử lý của mình. Bây giờ là solo một tầm gần, cả hai đều đã bắn yếu nhau. Ai là người đến trước đây? Đó là nguyên 2K. Post cũng vừa nằm xuống, Chopper bị hạ gục, và đó là double kill dành cho nguyên 2K. 28-25, khoảng cách chỉ còn là 3 round thi đấu mà thôi. 9 kill tới những trường như rồi, tiếp tục với những trường nhấp nhả cực kỳ hay. Khoảng cách rất xít xào rồi, chỉ còn là 2 điểm hạ gục mà thôi. Vậy thì Rabbit đã nằm trong đó, góc còn lại là Trường Di bị quay. 10 kill thì PC thì đang thể hiện mình không phải ngẫu nhiên mà có thể chơi hay đến như vậy ở trong khuôn khổ PMPL mùa 4 tuần thi đấu đầu tiên. Rõ ràng là có cơ sở khi một kỹ năng cá nhân là cực kỳ vượt trội với PC. 32-28 rồi, tiếp tục có đấu súng xảy ra, nhưng có vẻ như Nguyên đã hơi thiếu đi sự bình tĩnh. Và bắn lộ chỏm đầu và Nguyên không hề rụt vào. 35 kill chạm 5 rồi, và chỉ 5 kill nữa thôi thì thế cũng sẽ khó để mình chiến thắng. 36 rồi. Đã có lẽ là kinh nghiệm vẫn hơn. Chả... Dù là đấu kho hay gì chăng nữa thì kinh nghiệm vẫn nhỉnh hơn về cái khoảng sức trẻ của những trẻ này. Một lối chơi hơi phóng khoáng.
Red Team và có vẻ victory. Như là thế hệ cũ họ lại một lần nữa giành chiến thắng rồi, và đúng là như vậy. Giải đấu PUBG Mobile Pro League mùa 4 chính thức khởi tranh từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021. Đón xem ngay vào lúc 16h30 hàng ngày trên các kênh sóng của PUBG Mobile Việt Nam. Next Generation, thế hệ của những chiến thắng khác biệt.